Okay. Cậu bạn em cũng nóng sâu mà. Bạn em cũng nóng mà. Đâu có phải mát đâu. Cắm chè này. Không, bên đi đang rất là mát. Từ từ cứ ra. Bên kia muốn to to á, nhỏ quá. Hôm qua có cái mụn nó đá đó, mà cô nó quậy quá cái không quay được. Nhiều mụn nó chán hơn nữa. Ừ, chị lo quay. Ừ, kêu bên đây thuốc đứng lại rồi. Bên nó thiệt là phung phí. Cái gì mà chú ép á, không thấy chứ. Nó còn nặng bình thường đúng không? Ừ. Nếu mà đủ nó quay bình thường. Ừ. Ít không mỏi. Cái gì có thấy cái chút ép luôn. Ừ. Ngay đúng mốt. Bên nó tại vì tưởng là mụn to to mới quay. Trời rứt, tính ra hồi xưa mấy mụn dễ sợ không? Mà mùa hồi xưa thuốc bỏ hết trơn. Xưa nhiều quá. Đi dành để đâu. Để hầm đúng không? Bình thường á là đeo khẩu trang cũng được nghe, mà tới hồi quay tự nhiên đeo khẩu trang cũng không thấy được. Ừ, không làm á là bình thường, mà quay á là đeo không thấy được. Sao ý là mình nói mình á không phúc. Do Yên á. Chứ nào dám nói cái khẩu trang. Ấy em nào dám. Đúng không? Đứa làm thứ mốt đi đó hả? Chị hỏi luôn. Không thấy nãy quen. Nè, đi ra kia đi. Không nhớ, không nghĩ đi kêu chị Loan luôn á, chị Phúc. Không nhắc, không nhớ. Không nhớ đâu. Cái xong với bà kêu chị Loan á. Rồi thì đi kêu đây. Được mấy phút rồi chị Phúc? 5 phút rồi đó mấy. Mà nói á. Bên này quay không được nói hả? Nói cho video sâu động với sinh động. Không biết gì trơn. Mà
cùng á. Đâu ta? Đâu chứ đó? Quay con à. Anh đi quay ở trong rồi. Quay trong bà. Nơi quay ở trong, quay nó đi coi nào. Cái đồ chị đó tụi em cái đồ thật cái từ cái đồ lời tình không hề có xíu gì là tất cả chỉ là miếng trăng lừa dối. Mình làm thế chứ người anh chị nó chỉ ngồi làm có động lực ghê đó. Đem mấy anh khí gì đây. Hắn không có cái gì trong đó luôn á chị. Chị thấy trong khi đang mở nhưng mà muốn mát mà phòng mở. Họ bà lấy á. Để cho bà vô phòng nó đi chứ để bà mới đi tìm khách miếng mệt bố quá. Em thấy bà dắt miết mà đang bà cũng còn ngồi đó biết chưa có cách làm biết rồi. Biết lây rồi. Em thấy bà dắt lây miết mà đang bà chưa có cách làm. Bà dắt lây để bà mặt. Em thấy bà dắt miết luôn. Chị đang bà dắt lây miết mà đang bà chưa có cách làm. Lý do là sao? Lý do bà dắt bà thái bỏ con đi chợ. Màu cũng được Phúc ơi. Màu cũng được mà. Trong mắt cũng được chứ không đến nỗi đúng không? Bên này được hay má bên kia? Ừ. Hồi xưa làm nhiều cây lắm Phúc. Ghi đủ thứ chữ hết á. Ghi Hana được trâm. Chuối. Hana đó, banana đâu đó. Ừ. Có ghi gì đâu. Chứ cục mũ bởi vì chết cục chẳng ra. Rồi. Ừ. Bà xong bà sáu rồi, dài càng ngày càng dài. Bà nói bà vui lắm, bà kêu ta ngủ à. Ta bà nói bà mà kêu ta ngủ, ta như chó gừ vậy đó. Bà chó. Chó gừ. Ừ, bà kêu bà ngủ bà đau xuống á. Cứ bà ừ vậy đó. Mẹ cứ bị đau xuống rồi đó. Quen á. Chị quá. Chị đã lớn tuổi hơn mình gọi chị. Biết tâm bà luôn. Thả hai tuần rồi.
tráng này ngon thì chưa được không chứ? Chưa được 10 phút rồi. Chưa được 10 phút rồi. 12 phút hôm nay mà không ngứa vậy không. Quay luôn cái hết à. Chán chị chán lắm. Thả ra rồi. Đừng mua, không có gì hết.